Theo thông tin mới nhất, thì vợ chồng đại gia Dũng Rò Voi tố cáo ông Võ Hoàng Yên là để phơi bày sự thật, chứ không phải để thỏa hiệp để lấy lại tiền. Chiều ngày 6 tháng 3, ông Võ Hoàng Yên đã viết thư gửi đến vợ chồng ông Dũng Rò Voi xin trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ ông bà. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng quả quyết, tôi tố cáo ông Yên là để phơi bày sự thật, chứ không phải để thỏa hiệp lấy lại tiền. Trong thư, ông Võ Hoàng Yên gửi cho vợ chồng ông Quỳnh Vi Dũng, tức ông Dũng Lò Voi, và bà Nguyễn Phương Hằng ghi ngày 5 tháng 3 năm 2021. Ông Yên viết như sau, tôi cảm ơn anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ, giúp đỡ tôi rất nhiều. Những số tiền mà anh chị đã đưa tặng cho tôi trong việc làm từ thiện, anh chị thấy không vừa ý khoản nào hoặc phải trả lại hết cho anh chị, thì lương y Võ Hoàng Yên tôi đây xin hoàn trả lại bằng tiền mặt hoặc bằng quyền sử dụng đất, cũng giống như tôi đã chuyển trả 20 tỷ đồng và quyền sử dụng căn nhà trị giá 18 tỷ đồng. Như vậy, đây là lần thứ 3 ông Võ Hoàng Yên xin trả lại toàn bộ số tiền mà ông đã nhận từ vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, tại buổi đối chất ngày 2 tháng 3 và thông qua một chức sắc có vị trí thứ 2 trong Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, ông Võ Hoàng Yên đã xin thực hiện việc trả lại tiền. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông lương y Võ Hoàng Yên đến cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 7 tháng 3, trả lời phỏng vấn báo Công Lý về quyết định của mình trước đề xuất xin hoàn trả tiền của ông Yên, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định, tôi tố cáo hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên là muốn sự thật được phơi bày. Mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc, chứ không phải để thỏa hiệp với ông Yên để lấy lại tiền. Vì muốn cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo thức tỉnh, không còn ai bị ông Yên lừa đảo, đồng thời để mọi người biết rõ khả năng trị bệnh thực sự của ông này. Thực tế, ông Võ Hoàng Yên không thể trị được bệnh tâm lý hay các bệnh nan y khác như ekip của ông này quảng cáo. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, mị dân để lừa bịp, đặc biệt thủ đoạn gian dối, ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ là điều không thể chấp nhận được. Tôi đã cung cấp rất nhiều bằng chứng cho cơ quan công an và đề nghị điều tra, khởi tố hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm giúp sức. Mọi chuyện phải được làm sáng tỏ và ông Yên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của mình. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi những người từng là nạn nhân của ông lương y Võ Hoàng Yên này hãy mạnh dạn lên án, tố giác, cùng nhau ngăn chặn hành vi lừa đảo tinh vi của ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng nói. Đồng quan điểm với vợ mình, ông Quỳnh Vi Dũng chia sẻ, 3-4 ngày nay, bản thân tôi trực tiếp gặp rất nhiều nạn nhân đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa gạt, nên vợ chồng tôi quyết định, vì hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ lột trần sự thật vì các nạn nhân. Sau khi biết tin, bà Nguyễn Phương Hằng chính thức gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Võ Hoàng Yên, ngày 5 tháng 3 năm 2021, ông Bùi Văn Tiến, ngụ ở phường 27 quận Bình Thạnh, nguyên trưởng ban trị sự chi hội Hưng Nghĩa Tự, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Một nạn nhân khác của ông Võ Hoàng Yên cũng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Võ Hoàng Yên và đồng bọn. Trong đơn tố cáo tội phạm, ông Bùi Văn Tiến đã tố cáo ông Võ Hoàng Yên, ông Lê Hoàng Tiền, bà Võ Thị Lộc và ông Nguyễn Văn Hải đã thông đồng lập kế hoạch chiếm đoạt lô đất có diện tích gần 1.294 m² ở Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Theo ông Tiến, ông Yên và ông Tiền giới thiệu vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải, tức đệ tử của ông Yên, đứng ra lo thủ tục pháp lý cấp sổ đỏ cho thửa đất 1.294 m² ở Thanh Đa. Ngày 12 tháng 9 năm 2017, ông Tiến ký hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hải để làm sổ đỏ. Nhưng sau khi nhận 3 tỷ đồng, ông Tiến chuyển khoản để lo giấy tờ đất, vợ chồng ông Hải bỏ trốn, thì ông Tiền, ông Yên liên tục đòi nợ ông Tiến, đe dọa, ép buộc vợ chồng ông phải bàn giao đất trên núi tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để cấn nợ. Họ, tức ông Võ Hoàng Yên và đồng bọn, biết gia đình tôi có 1.294 m² đất ở Thanh Đa và hơn 19 ha đất rừng ở Hàm Tân, Bình Thuận. Họ đã bài mua thông đồng dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi. Vì vậy nên tôi đã làm đơn tố cáo đề nghị cơ quan công an điều tra, truy tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và các hành vi đe dọa gia đình ông đối với ông Võ Hoàng Yên, Lê Hoàng Tiền, bà Võ Thị Lộc và vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải. Ông Bùi Văn Tiến bức xúc nói, theo bà Nguyễn Phương Hằng, trong tháng 10 năm 2020, ông Yên lấy danh nghĩa Chi hội Hưng An Tự thuộc Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam kêu gọi quyên góp giúp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt. Bà Hằng chuyển cho ông Yên 3,2 tỷ đồng, nhưng sau đó phát hiện ông Yên có hành vi trục lợi hơn 500 triệu đồng. Liên quan đến hành vi ăn chặn tiền cứu trợ của bà Hằng và các mạnh thường quân khác, phóng viên đã tìm hiểu và phát hiện ra nhiều dấu hiệu gian dối, báo cáo láo và thủ thực hợp thức hóa chứng từ trong chuỗi chương trình từ thiện. Trong đợt bão lũ năm 2020 của ông Võ Hoàng Yên, cụ thể, theo thông tin lịch trình chuyến từ thiện của ông Võ Hoàng Yên, sau khi trao quà cứu trợ ở Quảng Nam, đoàn của ông tiếp tục ra Quảng Bình trao 1.000 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng ở thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy và thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào ngày 14 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, lãnh đạo các xã trên tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đều khẳng định lương y Võ Hoàng Yên chưa từng về địa phương phát quà cứu trợ cho người dân trong trận lũ lụt lịch sử tháng 10 năm 2020. Trong chuyến từ thiện tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vào ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm 2020, phóng viên cũng đã đối chiếu số liệu giữa giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hiệp và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tiên Phước lập danh sách về con số tiếp nhận tôn kẽm từ lương y Võ Hoàng Yên hỗ trợ đã vên nhau. Có dấu hiệu kê khống đến 14.000 mét vuông ton. Vậy 14.000 mét vuông ton này thực tế đã bay đi đâu hay bay vào túi ai? Không chỉ lập lờ về số lượng ton đã trao, ông Võ Hoàng Yên còn bị người dân và chính quyền xã Tiên Hiệp phàn nàn về việc trao ton điểu kém chất lượng so với công bố ban đầu. Trao đổi với phóng viên, chiều ngày 6 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hiệp cho biết, sau khi nhận ton từ đoàn từ thiện của ông Võ Hoàng Yên, thì người dân không thể sử dụng để lợp nhà vì chất lượng quá kém, ton mỏng chỉ khoảng 2 gem, chứ không phải là dày 4 gem như ông Yên nói trước đó. Ở một động thái khác, sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố lừa đảo, ăn chặn tiền cứu trợ, ông Võ Hoàng Yên đã cung cấp cho báo chí chứng từ để chứng minh sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, chính những chứng từ ông Yên cung cấp đã thể hiện sự gian dối, nhằm đối phó với các mạnh thường quân và đánh lừa dư luận. Cụ thể, ông Yên cung cấp giấy xác nhận mua ton từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Fortuna, địa chỉ 702A, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, ngày 20 tháng 11 năm 2020. Có đóng dấu đỏ của công ty này xác nhận, ngày 17 tháng 11 năm 2020, công ty Fortuna đã bán cho ông Võ Hoàng Yên 25.000 mét ton lợp với giá trị là 2 tỷ 450 triệu đồng và tiền vận chuyển là 133 triệu đồng. Đây là dấu hiệu rất rõ của hành vi hợp thức hóa chứng từ, bởi thực tế, ông Yên đã đi trao ton cho người dân ở huyện Tiên Phước từ ngày 10 và ngày 11 tháng 11 năm 2020. Không chỉ mượn danh tôn giáo để lừa đảo tiền cứu trợ, ông Võ Hoàng Yên còn bị tố nhân danh tôn giáo để trục lợi tiền quyên góp từ rất nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, với mục đích xây dựng chùa, làm thuốc nam. Theo thông tin mới nhất, thì vợ chồng đại gia Dũng Lò Voi tố cáo ông Võ Hoàng Yên là để phơi bày cho chi hội Hưng Nghĩa Tự để thực hiện hoạt động trên. Được biết, hiện có rất nhiều người đang tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Võ Hoàng Yên và đồng bọn trên trang cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và trực tiếp liên hệ với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thêm chứng cứ về dấu hiệu lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên.